Tâm Việt kính chào khách quý. Rồi cứ quay đi, cứ gì cắt cái gì đó. Rồi. 4K đó. Alo, 1 2 3 4. Alo. Xin chào mọi người. Ở video này thì Tâm Việt sẽ hát cho mọi người nghe ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Và video này là chúng ta thực hiện rất là thực tế với dòng loa Subot S450, không hề thu âm nha mọi người. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai gầy, lâu kín trăng về không lối chiếu, gác cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn khê, ngày đi mắt em say biển sâu, mắt tôi dưng dưng sầu, lặng lặng nghe tiếng pháo, tin ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa bên rèm, lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Alo, vâng, xin mời bạn cameraman quay lại để mọi người cùng xem siêu phẩm loa Subot S450 nha, cho mọi người coi cái bản ba mạch mà mình điều chỉnh nha. Alo, video này mình hát live không thu âm nha mọi người. Em xanh biển sâu, mắt tôi dưng dưng sầu, lặng lặng nghe tiếng pháo, biết ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa bên rèm, lâu vắng không người sống khép kín, nhớ gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Alo. Vừa rồi có một cái đoạn nhạc nó bị nhỏ lại là có người nhắn tin vô điện thoại nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.